đâu phận con gà này. Trước khi vào phần hướng dẫn thì mình có đôi lời muốn nói. Hiện tại thì mình đã gia nhập băng nhóm với lại team Wishmaster, là team thi đấu chuyên nghiệp game Hearthstone của Việt Nam. Mình thì cũng là kiểu là siêu của siêu dự bị thôi, chứ không phải là đi đánh với các bạn. Chủ yếu nhiệm vụ của mình là làm các clip hướng dẫn cho các bạn mới chơi, hoặc là làm những cái deck meta mới, những cái deck mới ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng thôi. Trên web này thì các bạn có thể tìm hiểu về những cái deck mà mình hướng dẫn nằm ở trang chủ, và sau đó là những bài viết của team dành cho người mới chơi, rồi bài của Hearthstone của tất cả các class trong đây, rồi có những cái bản mở rộng trong đây luôn. Rất là dễ dàng cho các bạn newbie mới biết chơi tìm hiểu về Hearthstone. Còn về các member của team Wishmaster thì trong đây các bạn có thể thấy là có rất là nhiều thành phần rất có máu mặt trong showbiz của Hearthstone Việt Nam, như là Riptide và Infinity. Đúng rồi, bị đánh máu dồn mặt có máu mặt thì các bạn trên đây có Facebook của các bạn đó luôn, thì các bạn có thể add để trao đổi và giao lưu kinh nghiệm của mình. Ngoài ra team mình còn có dịch vụ dạy kèm cho các bạn nào mà đang muốn tìm hiểu về Hearthstone và đang bị kẹt ở đâu đó, như là kẹt ở trong Arena hoặc là kẹt ở Leader, đang cần người hướng dẫn này nọ, thì bên mình có chức năng này luôn. Bên mình còn có dịch vụ gọi là chơi giùm cho các bạn. Kỳ thuê nghe ghê quá, này chơi giùm thôi. Ví dụ mà các bạn đang kẹt ở răng nào đó mà các bạn không thể lên nữa, hay là các bạn muốn lên răng 5 để lấy cái Golden Epic, hoặc là các bạn muốn lên Legendary để lấy cái card bách cho nó ngầu cho giống người ta chẳng hạn, thì bên mình cũng có dịch vụ này luôn. Và dạy phù đạo cho các bạn yếu kém hoặc là chơi giùm thì nên bên mình sẽ có thu phí những cái đó, thì các bạn có thể tìm hiểu trên trang web của tụi mình. Và chắc chắn giá rất là mềm, nó không có quá tầm tay các bạn đâu, thì các bạn có thể tìm hiểu trên trang web của tụi mình. Các bạn vào địa chỉ wishmaster.xyz để biết thêm chi tiết. Chào các bạn, chúc các bạn thành công. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn build một deck của 3D, một deck control cũng khá là khó chịu của meta hiện tại. Và nó đánh hai kiểu One Turn Kill OTK á, là nó giống như deck bay chân hồi xưa của Warrior. Nó là deck chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tổng số deck cho cái deck này là 3380 deck. Thì cái list bài này có nhiều lá rất là quen thuộc với các bạn nào đánh 3D rồi, các bạn mới cũng có thể dễ biết những cái lá này. Với lại trong deck này mình bỏ rất là nhiều lá hồi máu. Tại vì sao? Tại vì mình đánh control và có rất là nhiều lá để râu cạc rút bài. Tại vì mình đánh mình cần rút bài đúng và nhiều, đến khi mà đủ bài thì mình đánh One Turn Kill. Mình sẽ không nói nhiều về những cái lá cũ này nữa, mình sẽ nói thẳng vào mấy cái lá mới để các bạn có thể nắm. Như cái con Daman này có thể set minion của bạn hoặc là minion của cái địch thành máu và đánh attack là 3-3. Cái Solemn Vision này là sẽ râu cạc, mana sẽ giảm dựa theo cái minion chết trên bàn đó, trong cái tên đó luôn. Ví dụ trong cái tên đó bạn giết được 5 con thì cái lá này mana cost là 0, giết hai con thì mana cost của nó là 3, thì thôi, đơn giản. Rồi mình sẽ nói về cái nguyên tắc hoạt động của cái deck này. Gồm có 5 con block mà 2 con là tre rồi, còn 2 con này là dành cộng đam thôi. Và bạn sẽ ra những con này càng sớm càng tốt. Rồi xong rồi bạn có thể chay với minion của đối phương hoặc là đập vô mặt nó cũng được. Xong rồi nó sẽ tìm cách nó giết những con này. Xong sau đó bạn sẽ râu cạc và đánh control cho nó đến khi nào bạn đến tên 10 và bạn có cái lá này. Hay râu cạc có lá này và bạn sẽ gọi nó sống dậy.
Nếu bạn trên bàn bạn chết hết cả 5 con luôn, nó sẽ gọi vậy cả 5 con vậy. Và sẽ gây cái đam rất là to, khoảng 22 đam cho một tên. Đó, thì cái lý thuyết là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vô đánh thử cho các bạn xem. Đánh với rùi thì mình sẽ giữ là Beekeeper với lại Acolia Pen. Lên tới trên đây rồi thì tụi nó có thể đánh cái death rất là nhanh của rùi, tạo ra 2011. Rồi nó có thể gồng lên 6 mana ở tên thứ hai để tạo ra cái con to to Thousand, Emerald Thousand cũng có thể. Nên mình giữ lại mấy con này cho đỡ. Bài mình cũng đâu được đẹp đâu, xấu vài đái ra. Hên là nó không ra bài trước. Mình sẽ lên Acolyte Band trước. Chắc râu đơn gạt tại vì nó có cái lá gây 3 đam á. Ai biết được. Nó cũng ra bài luôn. Đây coi, mình sẽ lên con cái lá Moloch trước. Ok. Blood. Hết cách rồi, giờ môi lóc này chạy nó thôi. Chạy tiếp. Tàu mình sẽ dùng cái Beekeeper này để giảm attack nó xuống. Rồi ok. Mình định dùng cái Silver Hand để đánh nhưng mà không đánh thì cũng phí, mà đánh thì cũng phí tại vì tên này nó có thể dùng cái sweep để dọn bàn. Cũng hơi mất công một chút. Mà thôi, để thử thì sao. Ui là em ngay gì mà. Rồi mình sẽ ăn từ từ để coi cạc là gì. Không có gì. Giờ làm sao đi chọn giết cái con. Mình sẽ dùng cái dậm 2 đam. Rồi dùng con Silver Hand đánh chết cái con tàu, xong rồi dùng Beekeeper dọn con kia luôn. Chứ đỡ để nó thì thấy nó mệt lắm, bây giờ đâu cả thôi. Để nó giảm mà nay có thêm một lượt nó mệt lắm. Chín lá rồi, chết cha rồi. Chắc đốt bài mình. Chết rồi, đã sao mất bài rồi. Mất con heo bước rồi. Đây nè. Dùng cái này hạ xuống, tách nó xuống rồi đã. Rồi lên gì chơi. Làm sao giờ. Khoan,
dùng đầu cạc đi. Bơm nó đánh vô, dính vô bơm đầu cạc thì mình đâu cả thiết thôi. Nó đâu cạc kìa. Nó giòn bàn mình. Dạ mình phải dọn cái bàn nó chứ, đã để vậy nó nhiều, nó nhiều minion nó búp đam lên thì mình chết ngay lập tức. Thế sao mình phải dậm cho nó chết bớt mấy con kia mới được. Dậm thôi rồi mình sẽ lên cái con mua lốc này. Khoan là mua lốc này đi. Thật ra trong lúc này đánh cái đam xây giờ nó phí lắm, có một con đợi một lát nữa mình sẽ xài cái đam xây giờ này. Ôi dành nó nhiều lá, nó nguy hiểm quá. Đó, như bây giờ nè, cái tên này mình sẽ dùng con Phan. Thế coi mình sẽ yêu máu trước, rồi dùng cây silver, chu silver cho mấy anh đánh vào hero nó để hồi máu. Tên sao nó 14 với lại 14 với lại 5 là 19, 19 với 3. 19 với 3 là 22. Cũng không sao. Còn 22 máu. Đó, cái tên này nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái tàu con rất bèo chờ này, xong rồi dùng cái đâm xe dơ lên và thiệt con mua lốc. Giờ mình sẽ dọn cái con năm này cho nó cho chắc để nguy hiểm. Mình muốn chắc chắn là nó không đụng tới được con đâm xe dơ này. Ôi mày, nó xe lần này. Mình hạ máu xuống hết. Xong rồi mình lên con cốc ghẻ. Con cốc ghẻ lên rồi mình diệt hết tụi này. Vì dọn hết bàn cho an tâm, nó chỉ còn một con duy nhất trên bàn thôi. Nếu các bạn thấy clip mình hay thì các bạn nhớ bấm đăng ký channel của mình để ủng hộ mình và tiện theo dõi những cái clip mà mình mới up lên, các bạn sẽ thấy ngay.
các bạn hãy bấm nút subscribe ở phía dưới. Nó không giết mà là nó thua rồi đó. Nên cái lá này là phình thôi là thắng rồi. Bạn thấy kinh khủng chưa? Đóng đam luôn. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau.